Quý vị thính giả của kênh Trần Thiện Tùng trên YouTube. Thưa quý vị và các bạn, may quá bây giờ đã là mặt trời lên cho nên đã là 21 độ C rồi, đã ấm áp hơn. Chứ lúc hơn 5 giờ sáng thì tôi mới trở dậy thì lúc đó chỉ có 18 độ C thôi. Trời ơi, càng về sáng trời còn càng lạnh. Tối hôm qua thì không thấy lạnh lắm. Bình thường ban ngày thì nhiệt độ vào khoảng 30 đến 31 độ C. Nhưng mà buổi tối hôm qua thì cũng không không quá lạnh, nhưng mà càng về sáng trời càng lạnh. Làm tôi nhớ được một bài học trong sách giáo khoa cách đây 20 năm gì đó, là bài Chú Gà Trống Ưa Dậy Sớm, bài tập đọc lớp 2. Xin đọc tặng quý vị và các bạn như sau. Chú Gà Trống Ưa Dậy Sớm. Mấy sáng hôm nay trời rét cóng tay, càng về sáng tiết trời càng lạnh giá. Bên bếp bác mèo mướp nằm lì bên đống cho ấm, bác ta luôn miệng kêu gừ gừ, eo ôi, rét rét. Thế nhưng mới sớm tinh sương, chú gà trống đã chạy tót ra sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh, gáy o. Bước đi lại, mập mạp, chắc nịch. Chúc quý vị và các bạn năm gà, một năm mới thân tâm an lạc, gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Và nhớ xem kênh của Trần Thiện Tùng trên YouTube. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.